mà chồng em không làm được thì nói thật nó tệ vãi cường luôn. Những gì các bạn đang thấy trên màn hình là một đoạn tin nhắn của một bạn gái gửi cho mình để chia sẻ về cái câu chuyện mà hiện tại bạn ấy đang gặp phải rất là bế tắc trong cuộc sống hôn nhân giữa bạn ấy và chồng của bạn ấy. Thì như mọi người đang thấy đấy, bạn ấy tâm sự rằng từ cái ngày bạn ấy sinh em bé tới giờ, chồng bạn ấy đã thay đổi hoàn toàn về tính cách cũng như là con người, không còn như cái hồi mới yêu. Chồng bạn ấy tỏ ra là coi trọng bạn bè hơn là vợ con. Từ cái lúc cưới, bạn ấy lúc nào cũng vô tâm, hờ hững, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Ngay cả cái giai đoạn bạn gái đây này, đang thai kỳ, cũng không một lần biết đưa vợ đi siêu âm, khám thai. Rồi khi bạn ấy về bên ngoại chăm sóc em bé cũng như là những cái lần bạn ấy ở nhà bên ngoại ấy, thì không biết gọi điện để gặp con hay là hỏi thăm vợ xem là như thế nào. Đấy cái đoạn chat đây, mọi người có thể đọc. Nếu đúng như lời em nói thì thằng chồng của em nó tệ vãi cường luôn. Anh phải dùng từ là như vậy. Có gì thì em thông cảm nhưng thực sự như thế nó quá là tệ. Anh chia sẻ ngay từ bản thân anh thôi, chứ chưa nói rất nhiều người đàn ông khác ở ngoài kia. Cái giai đoạn mà vợ mình có bầu với em, mọi người cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Anh cảm thấy hạnh phúc và rất nhiều người bạn của anh có gia đình rồi, mọi người cũng chia sẻ nó rất là hạnh phúc. Và lúc nào có cơ hội là anh cũng sẵn sàng muốn được đưa vợ anh đi để khám thai, để được nghe nhịp tim thai, để được xem siêu âm, để được nhìn thấy cái con mình từ ngày còn đang ở trong bụng mẹ, nó lớn, nó trưởng thành như thế nào, nó khỏe hay không, và có cái vấn đề gì cần để xử lý gấp hay không. Đó là một cái hạnh phúc, một cái niềm vui, chứ không phải là trách nhiệm đâu. Cái việc được đưa vợ con mình đi siêu âm, đi khám thai, nó là niềm vui, là hạnh phúc em gái ạ. Nó không phải là trách nhiệm. Vậy mà bạn ấy còn không biết làm cái điều đó. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, anh bỏ qua tất cả những cái câu chuyện khác ngoài kia. Anh nói về cái câu chuyện là giai đoạn em về bên nhà ngoại thì em có nói là em về nhà ngoại, anh không rõ là về ở cữ hay là đưa con về chơi vài ngày. Thì dù có là ở cữ hay đưa về chơi vài ngày nhá, thì là ở cái tình cảm thiêng liêng giữa một người cha và cái tình yêu bao la của một người chồng với vợ ấy, thì phải biết gọi điện hỏi thăm xem là hôm nay vợ ăn uống như nào, con ăn uống tốt không. Nói chung là gọi về hỏi thăm vợ con là một chuyện rồi, là còn gặp cả con mình, được nhìn thấy con mình xem nó như nào nữa. Ấy nó là cái tình cảm, nó là cái lương tâm, nó là cái sâu thẳm trong một con người, nó là đạo đức của một con người. Vậy mà chồng em không làm được thì nói thật nó tệ vãi cường luôn. Anh phải chia sẻ thẳng thắn thế, còn chưa nói các cái câu chuyện khác kia nhé. Vậy mà bạn ấy cư xử như vậy, anh nói thực rằng anh cảm thấy rằng bạn ấy, một là một cái người đàn ông cực kỳ ích kỷ, rất là vô tâm. Hai nữa là bạn ấy còn trẻ con. Chồng em sinh năm 93 đúng không? Thì có vẻ là tuổi thì đã lớn, nhưng cái đầu óc nó vẫn còn trẻ con lắm. Có những đứa trẻ nó chỉ to về thể xác thôi, còn tâm hồn nó vẫn rất là thấp. Thì anh nghĩ chồng em nó là cái diện đó, hoặc không nó là vừa tệ vãi cường mà cũng vừa là cái diện đó. Mình phải chia sẻ thẳng thắn là như vậy với nhau. Em cũng đừng có buồn với anh khi đã dùng cái lời lẽ như thế này, nhưng thực sự rằng là như thế thì tệ quá. Và cái câu chuyện mà em có chia sẻ với nhà chồng ấy, mà mẹ chồng nói như vậy á, thì anh nghĩ rằng là một là họ rất là bênh con, hai rằng là phía em cũng có cái chuyện gì đó khiến họ không muốn nói đến. Anh nghĩ có thể thôi, nhưng anh nghĩ nếu là phần đa nhá, thì là họ bênh con, họ muốn gạt đi cho xong chuyện và họ xem em như một đứa trẻ. Họ không có muốn thực sự rằng là giải quyết cái vấn đề đó với em. Mà nếu như vậy thì anh cũng không đồng ý cho lắm với cái cách cư xử của bên nhà chồng. Anh không phải làm cái video để bênh em, không phải làm cái video để như thế nào cả, mà cũng nói luôn với mọi người là như vậy. Mình từ hôm đó đến giờ mình cũng nhận được rất là nhiều cái inbox của mọi người chia sẻ các cái câu chuyện của mọi người với mình và xin lời khuyên. Và mình cũng có khuyên rất là nhanh gọn với mọi người trong các cái đoạn chat đấy. Nhưng riêng với cái trường hợp của bạn gái này, thực sự mình thấy nó đang rơi vào cái tình cảnh mà không ít người đang mắc phải ở ngoài kia. Và bản thân mình cũng cảm thấy rất là bức xúc cho bạn gái ấy, nên mình mới làm cái video này để gửi tới mọi người cái câu chuyện của bạn ấy và cái lời khuyên cũng như là cái suy nghĩ của mình, để mọi người có thể căn cứ, có một cái căn cứ để mọi người đưa ra cái quyết định nếu như những ai đó đang gặp phải cái tình trạng này. Thì có thể cái video này của mình nó cũng như được xem như một lời khuyên đấy, chia sẻ rất là thẳng thắn với mọi người như vậy. Quay trở lại tiếp với em gái, thì anh nghĩ rằng là phía gia đình nhà em đang xem em một là trẻ con, muốn gạt đi cho xong chuyện, hai là có thể cái câu chuyện của em nó đang thực sự là như vậy. Thì cái video này thời lượng nó có hạn, nên anh sẽ chia sẻ với em như này. Theo anh, em nên gọi cả gia đình, nhà chồng và bố mẹ em và chồng em ngồi lại với nhau một lần cuối cùng để nói ra tất cả những cái vướng mắc, cái bức xúc của em trong lòng, và
nếu như thực sự chồng em muốn đi tiếp thì ta cho nhau một cái cơ hội cuối cùng, cho nhau một cái lời ước hẹn. Nếu như không thể, khi đã cho nhau cơ hội rồi, cái lời ước hẹn đó, cái cơ hội cuối cùng đó nó cũng không thể đạt được, thì anh nghĩ em nên chấm dứt hôn nhân tại đây. Bảo khuyên em bỏ chồng ấy, nó là một cái điều rất không nên. Nhưng nếu như hôn nhân không thể, và sau khi đã ngồi lại và cho nhau cơ hội rồi, làm như lời anh khuyên rồi, một lần nữa rồi không thể, chữ nhẫn nó đã đủ rồi, thì em nên dừng lại. Còn cái video mà anh làm về cái chuyện bạn gái kia lên mạng ấy, bạn ấy tự hào trong cái việc bỏ chồng ấy, không phải là anh đang nói về cái vấn đề là ly hôn hay không em ạ. Và anh không phải là lên án là ly hôn là xấu hay tốt, nên hay không nên. Thực sự không phải. Ý anh nó là cái việc bạn ấy xem ly hôn là một sự tiến bộ. Bạn ấy nói cái chuyện đó là sai, và xem nó như một cái sự tự hào ấy. Thì anh sợ rằng cái ảnh hưởng vô hình của bạn ấy nó tới một cái thế hệ trẻ, nó khuyến khích cái việc ly hôn và cho rằng ly hôn là hoành tráng lắm, là đúng lắm, là tự hào lắm. Anh không đồng tình cái việc đó, và những cái câu nói của bạn ấy nó không đúng, thì anh mới làm cái video bắt bẻ thôi, chứ không phải là video của anh dành cho bạn đó. Nó là cái việc là nói rằng là phụ nữ phải chịu đựng, không nên ly hôn dù chồng mình có như thế nào đi chăng nữa. Không phải như thế em nhé. Và anh rất hy vọng rằng là em sẽ có được một cái cuộc sống hạnh phúc trong thời gian tới, và mọi thứ được êm xuôi, giúp cho chồng em hiểu ra cái câu chuyện sai của mình, và em và bạn ấy sẽ có một cái chặng đường thật tốt trong thời gian tới. Và hy vọng rằng em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của anh. Cảm ơn em rất là nhiều.